Năm tác hại đáng sợ của rau muống, rau mùng tơi, tránh xa, kẻo rước đại họa vào thân. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, rau muống và rau mùng tơi là một trong những loại rau phổ biến đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách thì chúng cũng có thể gây hại một cách không ngờ. Nhẹ thì bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nặng thì ngộ độc hoặc có thể dẫn tới tử vong. Nếu thích ăn hoặc thường xuyên ăn rau muống, rau mùng tơi thì bạn phải biết đến những tác hại đáng sợ dưới đây để lưu ý khi sử dụng, kẻo rước bệnh vào người nhé. Năm tác hại đáng sợ của rau muống, rau mùng tơi, tránh xa, kẻo rước họa vào thân. Đầu tiên là rau muống. Rau muống là loại rau bình dân, rẻ tiền nhưng đem đến nhiều lợi ích với sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, cứ 100g rau muống chứa 90% nước, chất xơ, protein, vitamin C, vitamin E, chất béo, khoáng chất như sắt, kẽm và magie. Ăn rau muống có lợi cho người mắc bệnh thiếu máu, loãng xương, huyết áp thấp, phụ nữ mang thai và giảm nguy cơ táo bón. Theo đông y cho rằng, rau muống có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng giải độc, thông đại tiểu tiện, chữa táo bón và đái dắt. Dân gian dùng rau muống để phòng và chữa một số bệnh thường gặp. Theo The Star, cứ 100g rau muống chứa 90% nước, 3g chất xơ, 3g protein, vitamin C, vitamin E, chất béo, khoáng chất như sắt, kẽm và magie. Loại rau bình dân và rẻ tiền này sẽ đem đến nhiều lợi ích với sức khỏe của bạn. Ăn rau muống có lợi cho người mắc bệnh thiếu máu, loãng xương, huyết áp thấp và phụ nữ mang thai, giảm nguy cơ bị táo bón. Tuy nhiên, trong môi trường trồng trọt nơi ao hồ nên rau muống thường bị nhiễm nhiều các loại ký sinh trùng. Ăn rau muống tươi sống chưa qua chế biến sẽ dẫn đến các nguy cơ mắc về các bệnh đường ruột như sán lá gan. Ngoài ra, ký sinh trùng có thể xâm nhập vào cơ thể, bám vào ruột, chui qua thành ruột và máu, từ đó gây ra các chứng đầy bụng, khó tiêu, dị ứng. Do đó, quá trình sơ chế rau muống cần phải rửa sạch, ngâm muối và tốt nhất là nấu chín. Rau muống tuy là loại rau đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như có lợi cho hệ tiêu hóa, nhưng nó cũng chứa rất nhiều mối nguy đến tính mạng. Sau đây, xin gửi đến quý vị và các bạn 5 tác hại đáng sợ của rau muống bỏ đi ngay nếu như không muốn rước họa vào thân. Thứ nhất, không ăn rau muống khi có vết thương. Bị vết thương hở và khâu thì cần tránh xa rau muống. Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Mộc Lan cho biết, quá trình lành sẹo nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước và độ sâu của vết thương. Vết thương có bị bầm dập mô nhiều hay ít, sạch hay bẩn, dinh dưỡng cũng góp một phần trong quá trình lành sẹo. Theo các nghiên cứu, rau muống có chứa chất maracasor, chất này cũng được tìm rất nhiều trong rau má, thúc đẩy quá trình phát triển sơ. Đối với những người có cơ địa sẹo lồi, ăn rau muống sẽ khiến cho sẹo lồi hơn. Những người có cơ địa bình thường, chất này thì lại tăng cường quá trình liền sẹo. Cùng với rau muống, thịt bò cũng là loại thực phẩm có thể để lại sẹo lồi cho người đang có vết thương mềm, bởi chúng kích thích tăng sinh tế bào gây sẹo lồi trên da. Chính vì vậy, nếu chưa biết cơ địa của mình như thế nào thì tốt nhất không nên ăn rau muống khi bị vết thương hở. Còn những người đang điều trị nội khoa, ngoại khoa cũng không được khuyến khích ăn rau muống. Thứ hai, không ăn rau muống chưa nấu chín kỹ. Có rất nhiều người thích món ăn rau muống trẻ ăn sống, nộm rau muống hoặc xào tái rau. Tuy nhiên, theo chuyên gia cho rằng đây là loại rau được trồng thủy sinh nên có nguy cơ cao nhiễm các loại ký sinh trùng, đặc biệt là các loại ký sinh trùng sán, dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau muống sống hoặc nấu chưa chín kỹ. Ký sinh trùng này vào thành ruột và gây ra các chứng khó tiêu, dị ứng hay đau bụng. Ngoài ra, rau muống đứng đầu trong nhóm rau có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm do thói quen nhiều người sử dụng hóa chất trong quá trình trồng trọt. Do đó, khi ăn rau muống, cần rửa sạch, nấu chín kỹ, nên lựa chọn mua loại rau muống có rõ nguồn gốc và để đảm bảo rau an toàn cho gia đình. 3. Không ăn rau muống trái mùa. Nhìn chung, ăn rau gì trái mùa cũng không thực sự tốt. Mùa rau muống thường vào mùa hè. Tuy nhiên, hiện nay, rau muống được trồng quanh năm, kể cả khi thời tiết không phù hợp, do sử dụng các loại thuốc kích thích, thuốc trừ sâu. Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững, hiện nay, rau muống là được đánh giá là loại rau dẫn đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ gây ngộ độc cao, chứa rất nhiều thuốc kích thích, thuốc trừ sâu. Tỷ lệ sử dụng hóa chất cho rau muống trái mùa, theo bà Hòa cho biết, là 100%,
trừ những cơ sở trồng rau sạch có sự kiểm soát chặt chẽ. Rau muống là loại rau thời vụ. Trước đây, rau muống chỉ có vào mùa hè. Nhưng hiện nay, rau muống có mặt quanh năm do những can thiệp của người trồng cũng như sử dụng các loại thuốc kích thích, thuốc trừ sâu để giúp cho rau muống phát triển được quanh năm. Khi ăn phải rau muống có chứa hóa chất độc hại, có thể khiến cho người ăn bị ngộ độc cấp tính, ngộ độc mãn tính, giãn thể miễn dịch, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. 4. Rửa rau bằng nước lã. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, rau muống thường được nuôi trồng ở những khu vực ao hồ nên có nguy cơ nhiễm nhiều các loại ký sinh trùng. Nếu đem về rửa không kỹ rồi nhanh chóng chế biến, nấu nướng và ăn loại rau này thì người ăn có thể bị nguy cơ ngộ độc thực phẩm, cơ thể mệt mỏi, suy giảm miễn dịch. Nhiều bà nội trợ thường chỉ rửa rau bằng nước thông thường. Việc làm này chỉ làm cho rau sạch được bụi bẩn mà thôi, không diệt được hết ký sinh trùng trong rau. Hãy ngâm rau vào nước muối loãng trước khi nấu. Tốt nhất là rửa sạch rau muống sau đó để ráo nước, cho vào túi bảo quản trong tủ lạnh vài ngày thì ăn sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. 5. Đậy vung khi luộc rau. Khi luộc rau muống hay bất kỳ loại rau nào, bạn cũng không nên đậy vung bởi điều này sẽ làm cho các hóa chất trong rau không thoát được ra ngoài mà vẫn giữ nguyên ở trong rau, khiến gia đình bạn sẽ dễ bị ngộ độc và nhiễm bệnh. Chính vì vậy, cách chế biến rau muống đúng cách, nhất là khi bạn mở vung, khi luộc rau để món rau xanh hơn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Những người không nên ăn rau muống. 1. Người đang có vết thương. Với những người đang có vết thương trên da thì không nên ăn rau muống bởi chúng kích thích sinh tế bào gây sẹo, làm xấu da, thậm chí là sẽ khiến cho chỗ da mới của bạn mọc bị ngứa nhiều hơn. Chính vì thế, chỉ nên ăn rau muống khi vết thương đã khỏe hẳn, da đã lành lại mà thôi. 2. Người mắc bệnh viêm khớp. Nếu bạn đang gặp tình trạng thường xuyên đau nhức xương khớp thì không nên bổ sung rau muống vào thực đơn hàng ngày. Những dưỡng chất trong loại rau này có thể khiến cho cơn đau nhức trầm trọng hơn. Người mắc bệnh thì càng khó chịu và mệt mỏi. Ký sinh trùng sán lá tên là Fasciloski buski thường có trong rau muống, có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể nếu như bạn ăn rau sống hoặc nấu chưa chín. Với những người có hệ tiêu hóa yếu, loại ký sinh trùng này có thể gây ra các triệu chứng khó tiêu, đau bụng, dị ứng. 4. Người đang uống thuốc. Nếu như bạn đang trong quá trình điều trị bệnh hoặc bồi bổ cơ thể bằng thuốc đông y thì không nên ăn rau muống. Những dưỡng chất trong loại thực phẩm này có thể làm mất tác dụng, hiệu quả của thuốc khiến cho bệnh lâu khỏi hơn. 5. Người hay bị ngộ độc. Rau muống thường chứa rất nhiều thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, nên đây là loại rau nằm trong nhóm ăn lá có nguy cơ cao bị gây ngộ độc thực phẩm. Người tiêu dùng có thể bị ngộ độc mãn tính vì ăn phải các loại rau có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Nếu bạn thuộc trong nhóm những người cần tránh ăn rau muống được chia sẻ ở trên, thì bạn hãy đặc biệt lưu ý và không được tự ý sử dụng loại thực phẩm này nếu như không muốn sức khỏe của mình bị ảnh hưởng. Loại rau thứ hai mà chúng ta hết sức lưu ý khi sử dụng đó là rau mồng tơi. Theo lương y Bùi Hồng Minh, mồng tơi mát vào mùa hè, nóng nực, được xem như là thứ rau vua. Trong đông y, mồng tơi có tính hàn, vị chua, không độc, đi vào năm kinh tâm, tỳ, can, đại tràng, tá tràng, giúp lợi tiểu, tán nhiệt, giải độc, làm đẹp da. Tiếp theo, chất nhảy pectin có trong mồng tơi có tác dụng nhuận tràng, trừ thấp nhiệt, giảm béo, chống béo phì. Do đó, loại rau đặc biệt này thích hợp cho những người có mỡ máu, đường huyết cao, muốn giảm cân. Lương y Bùi Hồng Minh nói rằng, cụ thể là chất nhảy pectin có khả năng hấp thụ cholesterol, khóa màng bấm ở thành ruột. Từ đó, cholesterol không ngấm vào máu được mà theo đường đại tiện đi ra ngoài, giúp bạn giảm cân. Nước cốt của mồng tơi còn có tác dụng làm lành các vết thương, đặc biệt là những vết thương do bỏng gây nên. Nguyên nhân là chất nhảy từ mồng tơi có tác dụng làm lành vết thương nhanh chóng. Rau mồng tơi còn có lợi cho các mẹ bầu và thai nhi nhờ chất axit folic, là một trong những loại vitamin B ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh, bẩm sinh như tật nứt, đốt sống. Sắt cũng là dưỡng chất trong mồng tơi rất có lợi cho phụ nữ mang thai. Nó cũng tham gia vào việc tạo ra các tế bào mới, tăng cường sức khỏe tim mạch và phòng chống ung thư. Một số tác dụng của rau mồng tơi có thể áp dụng như chống bệnh xương khớp. Đem rau mồng tơi hầm với chân giò cho nhừ rồi ăn. Món ăn này rất có lợi cho xương khớp, phòng chống các bệnh liên quan đến xương khớp. Chữa yếu sinh lý. Mồng tơi, rau ngót, rau má đem nấu với lòng gà hoặc lòng vịt sẽ giúp tăng cường sinh lý nam giới. Trị mụn nhọt.
Lấy lá mồng tơi rửa sạch, giã nhuyễn, sau đó đắp lên mụn nhọt sẽ khiến cho mụn nhọt bay đi nhanh chóng. Chữa bệnh trĩ, lấy lá mồng tơi non kèm thêm chút muối đắp vào búi trĩ, cố định bằng băng gạc sẽ giúp cho chống viêm và búi trĩ co lên đáng kể. Chữa say nắng, giã lá mồng tơi rồi đắp vào trán sẽ giúp cho bạn giảm nhiệt, bệnh nhân say nắng sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Chữa nám thâm da, lấy lá mồng tơi rửa thật sạch, giã nhuyễn và sau đó đắp lên da sẽ giúp cho da của bạn giảm thâm và nám đáng kể. Tuy rằng rau mồng tơi có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi ăn thì hãy chú ý tới những mặt trái dưới đây của rau mồng tơi để tránh mang bệnh vào thân. 1. Mồng tơi có thể gây kém hấp thụ. Trong rau mồng tơi có chứa hàm lượng axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cho cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng. Nhưng nếu như ăn kèm rau mồng tơi cùng các loại thực phẩm giàu vitamin C như nước, cam hoặc cà chua thì cơ thể sẽ dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. 2. Ăn nhiều mồng tơi có thể gây sỏi thận. Rau mồng tơi chứa nhiều furin, hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận và ngày càng phát triển. 3. Gây mảng bám ở răng. Ăn rau mồng tơi sẽ có cảm giác như răng có mảng bám hoặc nhớt. Nguyên nhân là do các axit oxalic trong thực phẩm này không hòa tan trong nước mà bám lại ở răng. Chính vì thế, sau khi ăn mồng tơi thì bạn cần phải đánh răng để loại bỏ mảng bám này. Những người mới lấy cao răng được khuyên là không nên ăn mồng tơi trong vòng 1-2 tuần. 4. Gây khó chịu trong dạ dày. Hàm lượng chất xơ lớn trong rau mồng tơi có thể khiến cho dạ dày bị khó chịu khi ăn nhiều. Chính vì vậy mà những người bị đau dạ dày không nên ăn rau mồng tơi. Cũng chính vì đặc tính này của rau mồng tơi nên những người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy, đại tiện lỏng nên hạn chế sử dụng. Nếu như cố tình sử dụng rau mồng tơi, tình trạng bệnh của bạn sẽ càng thêm nặng. 5. Không ăn rau mồng tơi sống. Mồng tơi khi ăn sống sẽ gây đầy bụng, khó tiêu. Đó chính là lý do theo kinh nghiệm dân gian, loại rau này có chứa nhiều chất nhầy, cần được nấu chín kỹ. Chưa kể việc nấu chín kỹ mồng tơi rồi mới ăn cũng giúp cho bạn tận dụng tối đa những chất dinh dưỡng trong loại rau này. Do đó tuyệt đối không nên ăn mồng tơi sống. Những người tuyệt đối không nên ăn rau mồng tơi. 1. Người sỏi thận. Rau mồng tơi có chứa nhiều furin, hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. 2. Người mới lấy cao răng. Rau mồng tơi dễ tạo mảng ổ bám trên răng, do axit oxalic trong rau mồng tơi không hòa tan trong nước. Những người mới lấy cao răng được khuyên là không nên ăn mồng tơi trong 1-2 tuần. 3. Người bị đau dạ dày. Hàm lượng chất xơ lớn trong rau mồng tơi có thể khiến dạ dày bị khó chịu khi ăn nhiều. Chính vì vậy, những người bị đau dạ dày không nên ăn rau mồng tơi. 4. Người bị tiêu chảy, đại tiện lỏng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau sống cho mát, thêm tân dịch, khỏi khô háo và chống táo bón. Rau mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng chính vì những đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng ngày càng thêm nặng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đối với cuộc sống trong xã hội hiện tại thì giờ là vàng bạc, tốc độ là quyết định, sức mạnh vật chất giúp chúng ta có một cuộc sống sung túc hơn và giúp chúng ta vượt qua những sương gió, nắng mưa đầy bất chắc của cuộc đời. Những tai ương có thể xảy đến bất thình lình cho bất cứ một ai. Sự nghèo khổ do thiên tai, hạn hán, lũ lụt là những bất ngờ trong đời. Có sức khỏe, chúng ta sẽ đối phó đầy hiệu quả với những khó khăn đó. Để có một sức khỏe tốt thì chỉ có cách là chúng ta phải sống lành mạnh, ăn uống lành mạnh. Người phương Tây có câu, khi thân hình ta yếu đuối thì nó điều khiển ta, nhưng ta khỏe mạnh thì nó sẵn sàng vâng lời ta. Vừa rồi, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đã gửi tới quý vị 5 tác hại đáng sợ của rau muống và rau mồng tơi nên tránh xa, kẻo rước đại họa vào thân. Qua video ngày hôm nay, mong rằng quý vị và các bạn sẽ thay đổi cách ăn uống của mình đối với hai loại rau này. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.